Rồi, hello anh em nha. Bây giờ em mới vừa lấy em Jolly, em mới lấy về tới nhà nè. Bây giờ em sẽ lên chạy thử. Xe này thì mới sơn nguyên chiếc, chiều nay giờ em rửa lại, em quay chi tiết cho anh em mình nhìn nha. Hôm nay xe cộ về đông quá, không có làm kịp, không có thời gian luôn. Xe em dục ngoài lộ luôn anh chị thấy không? Quá trời luôn, anh em nào mua được thì ủng hộ em nha. Cần Tết quá giờ em xả hết. Đó. Jolly game này đời 2005, bánh treo bản đủ xăng điện tử. Đời cao nha anh chị nha. Mâm lớp vỏ còn khá, túp ly đẹp và vô lăng bốn chấu nè. Dàn lạnh này hay dàn lạnh zin luôn nè. Đó, êm không? Em mới sơn nguyên chiếc, chiều nay em rửa lại. Xe này cũng mới lấy về luôn nè. Đó, thêm Innova kia mới lấy về, nó sẽ GV, đi hot quá trời luôn. Chiều sẽ quay chi tiết cho anh em mình nhìn và tham khảo nha. Xe bên em thì còn rất là nhiều ha. Y10 cũng đẹp lắm nè. Y10 này em bán 185 triệu, cũng có bớt chút đỉnh cho anh em mình luôn á. Đó. Rồi giờ em sẽ đi với anh em lên đây chạy thử em Jolly này cho anh em mình nhìn và đánh giá, thích thì anh em mình ủng hộ lấy ha. Giờ em sẽ chạy hướng về Bến Tre lấy con Innova lên cho khách ha. Em bán con này là 135 triệu, có bớt chút đỉnh cho anh em mình ngày Tết nha. Có lời là bán là xe này hiện nó zin lắm, keo chỉ zin 100% luôn anh chị. Để em lấy chìa phá gần đi, có chìa phá chưa em? Có chìa phá chưa? Rồi xong, mời anh em mình theo em nha. Để lên em ngồi đây lái thử. Mới lạnh teo luôn. Cái này thì dàn lạnh thì cực kỳ lạnh thôi. Lạnh dữ lắm ha. Hai dàn lạnh luôn. Ở đó, ở đây hiện cái màn hình nữa nè anh chị. Ha. Màn hình này không biết con xài được không đây. Nó có cái dây nè. Máy mạnh lắm. Cái dây này là cái gì, cái này trong cái súp đó ta. Cái này phải có cái dây điện ở đâu ghim lại mà hình như em chưa tìm ra cái dây điện ha. Cái tìm dây điện ghim lên nó mới lên điện. Xe này thì đời 2005 nha chị nha. Có màn hình ha. Màn hình đầy đủ. Anh đang xài bình thường ha. Đó. Lạnh rồi đó. Nãy giờ xe để ngoài nắng nóng chết luôn. Xe thì mấy em ha. Đó, bị chỗ ngồi. Xe em lắm. Đó. Anh em nào thấy được thì ủng hộ mình ha. Giá này bán 135 còn bớt cho anh em mình á. Anh em nào yêu em thì nhấc máy lên, alo cho hình mình có số điện thoại nha. Bản đồ nó có đồng hồ tua nè chị thấy không? Đó. Đó, chạy cực kỳ em. Rồi kết thúc video, chúc anh em bà con mình vui vẻ nha, làm ăn phát tài nha anh em ha. Xe chạy khỏi chê, nó buông tay hứa gần cái nó có lắc không nữa à, không lắc không xỉa ha, ok chưa nè, thôi được rồi. Rồi anh em nào thấy hợp lý thì nhắc máy alo em, có hỗ trợ giao lưu trao đổi cho anh em mình luôn á. Rồi xin chào.